Dạ anh chào anh chị Mến Yêu, cô chú Mến Yêu của em. Dạ hiện tại thì em đang đứng trên trục đường Kinh Đức Điện. Hiện tại thì em đang đứng trên cái cổng cuộc sống bình yên thiên nhiên ban tặng của dự án Phai Tây Eco City thành phố sinh thái 5 sao. Dạ bữa nay thì em quay cái cảnh vườn nhật cho anh chị với cô chú mình coi ở dự án của mình đang thi công. Ở bên đây là anh chị 111 căn shop house. Hiện tại là cái view vườn nhật là em đang rất là mong luôn anh chị. Nói chung ngày mà thi công mới nhảy shop house này anh chị, em rất là thích. Em thích mà từ khi mà còn làm cái móng đó anh chị, giờ nhìn cái hoành tráng quá trời luôn. Ở đây là mình có giải mặt tiền nha anh chị. Bữa nay trời xanh, mây xanh rồi nhìn đẹp lắm. Mấy anh đang sơn lại cái tông màu xanh lá mạ, tông đặc trưng của dự án Phai Ta. Đây là 23 căn của mặt tiền này cũng không có bán, chủ yếu là em thấy đẹp quá quay cho anh chị mình coi chơi thôi. Đây đi vô thăm cái vườn nhật nha anh chị. Hiện tại mình chuẩn bị làm cốt nền để đổ bê tông để ốp đá anh chị. Trong đây nó rộng dữ lắm. Đây thì có cái cầu, em coi cái cảnh phối cảnh anh chị, có cái cầu. Anh quay em đứng với cái cổng cuộc sống bên miền nè. Đứng đây, đứng đó đi. Quay cái này view đẹp không anh chị? Thấy cổng không? Ở bên dưới đây mình có cái cây này nữa nè. View đây. Ở đây mình đứng về ngắm nhìn về cái cổng cuộc sống bên miền. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cây. 10 cây shop house view vườn nhật. Đây món mình trang trí này cũng nhiều lắm anh chị. Hiện tại là đang lót đá, còn đây nó chuẩn bị đổ nền, view đẹp lắm, nhìn vòng đẹp lắm, rộng lắm đó anh chị. Em đi cho anh chị mình coi một vòng thôi, vườn nhất, lót đá đảo quá. Ở trong đây nữa anh chị, có 10 căn vườn nhật. Ó lề rộng lắm anh chị. Lề này chắc cũng tầm 3 mét nè. Chung đi chung trong cái giải này, giải công viên. Nhìn nó hóng lắm. Lên thì mình trồng mấy cây vô nữa là đẹp tuyệt vời luôn. Rồi đi ra đây nữa. Nhiều cây nè, chưa. Rất là nhiều. Cảnh này em chưa hình dung ra nó anh chị, nhưng mà thấy làm ở đây nó rộng dữ lắm. Cái vườn công viên của dự án anh chị, cái công viên này thật sự mà nói là em đang đợi bây giờ không biết tới Tết kịp không, không biết có Tết hay kịp. Mà khu này ngoài đây đẹp lắm. Ôi qua làm đêm nó mấy giờ luôn anh Phước? 9 giờ tối rồi hả? Rồi giờ đang đổ bê tông, lót đá lên luôn. Quá đẹp. Dữ à, nhìn ra ngoài. Cảnh này view rất là đẹp. Rồi thôi, tới trong đây anh chị. Tới đường D7 sinh trường rồi. Đẹp quá. Rồi bữa nay chủ yếu mình, rồi bữa nay chủ yếu em quay cho anh chị mình cái vườn nhật để anh chị mình coi chơi thôi. Với cô chú mình coi chơi, em mốt có gì mới em quay cho anh chị với cô chú mình xem nha. Thì em xin cảm ơn rồi.